Cái này chúng ta ghi là demo lab có sử dụng trang chủ ha. Như vậy chúng ta sẽ new web đâu rồi? Web dynamic web. Và thầy sẽ để là demo lab. Trong demo lab này ở phần web thầy sẽ tạo một cái trang là index. Trong index này các bạn tạo đơn giản thôi, ví dụ H2 mình sẽ có thông tin là lab 2 chẳng hạn của 01PS18199 chẳng hạn, tên Bình, ví dụ như thế. Thì ở chỗ này các bạn sẽ Ctrl F, bạn thay thế bằng UTF-8 Relay All để nó thay thế hết những cái chỗ nào mà có về tiếng Việt. Rồi ở trong này các bạn sẽ sử dụng thẻ A để tạo liên kết. Ví dụ như đây là trang chủ thì bạn sẽ có href bằng, ví dụ như bạn đưa đến một cái trang ABC nào đó, mình sẽ tìm đến một cái trang chủ. Tiếp theo các bạn sẽ có một cái gạch để cho nó phân biệt giữa các cái menu với nhau. Ví dụ chỗ này chúng ta để là bài 1, tí nữa mình đưa cái serverless vô. Bài 2. Bài 3. Ở đây chúng ta sẽ ghi là bài 1. Bài 2. Bài 3. Đây là phần trang chủ, chúng ta chưa liên kết gì hết. Các bạn chạy cái process lên. Rồi ở đây chúng ta thấy là trang chủ nè, nó lên cái serverless của mình trên cái URL nè, bài 1, bài 2, bài 3. Tại vì ở đây là chúng ta chưa có code cho nên là chúng ta bỏ cái dấu thăng là nó sẽ lỗi, bởi vì cái serverless này không có không? Cho nên mình phải để vậy để cho mình thấy là mình có list chuột được, mình có chỉ đến đúng cái serverless. Bây giờ mình đã có được cái serverless chính xác rồi thì ở đây giả sử như trong phần sụp của các bạn sẽ tạo ra ở đây phần web app đi, bạn sẽ new một cái thư mục, một cái folder là bạn để là view. Bạn muốn tạo folder con trong này cũng được, ví dụ như là bài 1 của bạn có nhiều form, bài 2 có nhiều form thì bạn tạo folder con bên trong đó. Ví dụ bài 1 mình có view bài 1, trong bài 1 này mình sẽ có một cái file gọi là form bài 1 form.
tức là lấy dữ liệu á, bài 1 form là lấy dữ liệu. Trong này chúng ta cũng đổi thành UTF-8. Trong cái form này các bạn sẽ dùng form. Bây giờ action nè, quan trọng là các bạn sẽ đưa cái servlet nào. Quan trọng nhất là chúng ta đưa servlet về đâu. Vậy để xử lý cái form này thì ở bên phần controller này, các bạn giả sử các bạn tạo một cái package cho bài 1. Package cho bài 1. Và bạn sẽ tạo ra đây new một cái class. Bạn để là bài 1 servlet. Ví dụ bạn để là bài 1 servlet. Trong bài 1 này các bạn sẽ extend HTTP servlet. Và ở đây các bạn sẽ annotation cho nó web servlet đưa cái gì vô đây. Quan trọng là đưa cái gì vô đây. Như vậy chỗ này bạn sẽ xuyệt bài 1. Xuyệt bài 1. Thì đây là servlet, nó liên quan đến cái dự án này nè. Demo bài 1. Thấy không? À, demo lab. Như vậy đường dẫn đầy đủ của nó là seek demo lab. Rồi mới đến seek bài 1. Như vậy mình chú ý cái chỗ này. Cái chỗ này thì nó trùng với cái tên của Rosette các bạn á. Trùng với tên. Như vậy ở cái form này mình để ở đây seek demo lab seek bài 1. Tức là mình nối cái servlet này nè. Bài 1. Nó phân biệt hoa thường nha. Cho nên các bạn viết đúng giúp thầy. Rồi. Như vậy khi mà mình thực hiện cái form này, mình trả về. Ví dụ như mình có input một cái họ tên. Họ tên. Mình để input đây là type của mình là test. Type của mình là test. Và name là họ tên. Type là test, name là họ tên. Và ở đây các bạn có một cái button là gửi đi. Còn thiếu gì nữa không? Trong cái form của mình còn thiếu gì không? Form của mình còn thiếu gì? Còn thiếu phương thức xử lý. Phương thức xử lý. Mình sẽ dùng phương thức post. Tại sao mình không dùng get? Nhược điểm của get là gì? Dữ liệu nhỏ. Và dữ liệu nó trình bày trên URL. Và điều này kém bảo mật. Trên bài này servlet của chúng ta, trên đây thì chúng ta sẽ có hai phương thức là do get để chúng ta làm gì. Khi chúng ta chạy lên, chúng ta mở cái form bài 1 form này nè. Đó, chúng ta mở bài 1 form. Như vậy các bạn sẽ dùng request chấm get request. Đó, dispatcher. Rồi chỗ này các bạn chỉ đường dẫn đấy nha. Như vậy đường dẫn của mình là xuyệt view xuyệt bài 1 xuyệt bài 1 form chấm gsp. Được không? Chỉ đúng với đường dẫn luôn. Trước tiên là view, sau đến bài 1,
rồi bài một form chấm GSB chấm forward và cuối cùng chấm phẩy. Việc này của chúng ta nó giúp cho khi mà chúng ta chạy lên đây trang index của mình nè. Khi các bạn chạy lên, các bạn mở cái dấu thăng bài 1 ra thì nó sẽ đi tìm cái serverless bài 1 này. Nó chạy. Và serverless bài 1 thì đang nằm ở đây. Là cái này nè. Cho dù bạn ở túc trong sâu ngõ hẻm gì đi nữa mà bạn đặt là serverless xuyệt bài 1 thì nó giống như là một cái socket vậy đó. Nó đẩy cái này vào cái thư viện của cái reset này. Thư viện đường dẫn á. Thì nó sẽ tự động nó nhảy đến đây. Bạn có vô 5 xuyệt, 7 xuyệt gì nó cũng đến đây. Rồi mình chạy reset luôn nha. Run server. Restart lại. Bài 1. Thấy không? Bạn ở bất kỳ đâu, nó cũng nhảy đến, bạn đừng quan tâm. Cho dù là ở chỗ này, bạn tạo package bài 1 là bên trong này, bạn tạo package con, thư một con, nói chung là vô 5-7 cấp gì đi nữa. Nhưng mà bạn cứ đặt serverless là xuyệt bài 1, là nó cứ đến đây. Bởi vì cái này là lối tắt các bạn. Nó giống y chang như socket vậy đó. Biết socket không? Đó. Như vậy mình đặt một cái đường dẫn đến một cái file Java để nó xử lý, thì bạn đặt tên này serverless ở đâu. Khi bạn thay đổi serverless đấy là cái server này nè, các bạn thấy nó khởi động lại ngay, nó update lại đường dẫn liền khi mà bạn thay đổi, bạn chú ý. Rồi bây giờ sau khi submit xong thì nó có làm gì cho mình không? Nếu như mà mình chạy vậy, sau khi mình submit xong nó có làm gì không? Làm gì? Bấm vô đây, Trần Quang Bình, gửi một cái. Nó nói gì? Hello? Nói gì các bạn? À, cái phương thức mà post này nè, là chưa được hỗ trợ. Mình đã viết đâu? Chưa viết mà lấy gì hỗ trợ? Như vậy, bên cái bài 1 serverless, các bạn sẽ dùng đủ post to post vô đây. Và trong cái do post này chúng ta xử lý ví dụ như string họ tên bằng request.get parameter. Hồi nãy thầy hỏi là đổi cái dài và dài một đó nha. Chỗ này mình lấy cái gì? Bên cái form này mình đặt tên là gì? Thì mình lấy đúng cái tên này. Cái name á. Đây này. Mình lấy đúng nó. Được chưa? Chấm phẩy. Được không nào? Rồi. Chỗ này chúng ta sẽ truyền ra một cái form khác, một cái form result. Ví dụ chỗ này chúng ta sẽ new một cái GSP mới và chúng ta ghi là bài 1 result hoặc là show cũng được, tùy các bạn. Bây giờ bên này tương tự, các bạn cũng UTF-8 dùm cho thầy. UTF-8. Ở đây chúng ta chỉ cần hiển thị ra một cái thông tin là họ tên hai chấm, chúng ta mũ tên ngoặc vuông ngoặc nhọn, và ở đây chúng ta sẽ đưa vô một cái biến là họ tên. Họ
họ tên. Rồi bên serverless mình lấy được cái họ tên rồi, thì ở bên request này các bạn sẽ set attribute cho nó, tức là đẩy cái họ tên này đi, đẩy họ tên này đi với cái chuỗi được lấy trong họ tên. Bạn đổi tên khác cũng được nha. Họ tên này và họ tên này giống nhau không? Đây cũng họ tên à? Đây cũng họ tên à? Và đây cũng họ tên giống nhau không? Ba cái này hoàn toàn khác nhau. Hoàn toàn khác nhau. Họ tên này là gì? À, lấy tham số từ cái file form về đây. Cái họ tên này là cái biến mà mình đặt ngay tại cái class Java. Cái họ tên này là cái tham số để gửi qua cái form result. Còn cái họ tên này và họ tên này là giống. Phải phân biệt được chỗ này. Sau khi chúng ta gửi đi xong thì các bạn làm một việc giống như lúc nãy, request.get request database. Bạn gọi đến đâu? Seek view, seek by 1, seek by 1 result.zsb chấm forward đến, kịp không? Đó, đúng cái đường dẫn nha, đúng đường dẫn. Chỗ này nó có cái hay lắm nè, tí nữa mình làm nhiều cái get về mà mình không cần truyền đi luôn, cũng không cần gọi luôn, mà nó truyền qua cái form nhận luôn cho các bạn luôn. Nhưng có cái nó không đúng ý mình thôi, chứ nó hay lắm. Rồi ở đây mình sẽ chọn run retake server bài 1 họ tên gửi họ tên bị lỗi form. Vậy thì trong cái chỗ này nè, họ tên mà ngay tại cái bài 1 result thì nó không lỗi, mà cái thông tin truyền đi nó lại lỗi. Vậy lúc này chúng ta sẽ có gì? À, set character encoding. Ok. Như vậy chỗ này request mình sẽ set character encoding là UTF-8. Và tương tự như vậy response chấm, nó để là response chấm set character encoding UTF-8, set trước rồi truyền sau. Chưa được. Rồi còn cái nữa. Còn gì nữa nào? Còn một cái nữa, các bạn thử xem. Như vậy cơ bản là mình đã truyền được thông tin. Bây giờ mình sẽ làm tương tự. Mình sẽ lấy nhiều thông tin từ đây về. Ví dụ thay vì họ tên thì mình đổi lại username password đi, hoặc chỗ này mình để password luôn đi. Và mình sẽ input
chỗ này thay bạn sẽ để là password và name bằng password. Được chưa? Thì ở chỗ này nếu như mà các bạn đã xem qua phần này đây, các bạn sẽ thấy một cái điều rất là hay. Param. Được chưa? Nếu như bạn nào đã làm đến đây, các bạn sẽ thấy cái param chấm. Như vậy ở chỗ này, lúc mà chúng ta nhận về là nhận họ tên nè, nhận password nè. Và lúc mà chúng ta truyền đi thì chúng ta phải lấy họ tên về nè. Truyền họ tên đi nè. Bây giờ bỏ hai này luôn. Bỏ hai truyền luôn. Bỏ hai nhận truyền luôn nha. Được không? Bây giờ qua cái form là result nè. Chỗ này thầy không để là họ tên nữa. Mà thầy để giống trong bài lab param. Param chấm họ tên xuống dưới thầy để là password param chấm password. Bên cái Java của mình à, không get về cũng không truyền đi. Không get về cũng không truyền đi nhé. Chạy. Bài 1. Trần Quang Bình password 123. Gửi. Hay không? Cái mình cần vậy thì ok. Nhưng mà giả sử, ví dụ như chỗ này mình sẽ br cái cho nó xuống dòng. Sau khi mình kết thúc mình br cái các bạn. Bây giờ giả sử thông tin của mình nó không phải đơn giản như vậy, mà trong cái form này mình còn có quốc tịch chẳng hạn. Quốc tịch. Quốc tịch chỗ này thì mình sẽ dùng cái gì để mình lấy quốc tịch này? CamboBox. CamboBox nó là gì các bạn? Này là HTML. Làm sao để hiển thị được CamboBox? Select. Và mỗi cái lựa chọn là một cái option. Được chưa? Nó là một cái dạng combo box. Như vậy thì mình sẽ tạo ra một cái select và một cái option. Chúng ta sẽ có quốc tịch ở đây. Select name là quốc tịch luôn đi, Việt. Quốc tịch. Và hai cái option này của mình VN là Việt Nam, US là Mỹ ha. Hai cái. Rồi bây giờ gửi nè. Vậy qua bên kia mình sẽ hiển thị ở đây quốc tịch. Đơn giản mình sẽ là đô la nhảy cái param chấm quốc tịch. Ổn không? Thì giống lúc nãy thôi.
nó tự truyền quá. Trời, xem lại bài 1, mình chưa xuống dòng ha. Tên password 123 gửi ổn không? Được không? No. Quốc tịch làm gì có quốc tịch VN. Được chưa? Cho nên tùy cái. Có cái thì chúng ta lấy trả, còn có cái chúng ta lấy xong chúng ta phải xử lý, chứ không phải là lấy trả. Cho nên chỗ này, nếu như bạn muốn xài quốc tịch thì trên cái Java Serverless. Ủa sao vậy? Thì trên cái Java Serverless của bạn á, bạn phải lấy cái quốc tịch về. Bây giờ là không lấy họ tên, bởi vì họ tên nó tự xử rồi. Mình sẽ lấy quốc tịch về. Và mình sẽ làm gì với quốc tịch đây? Bạn nếu như mà bạn có nhiều giá trị thì mình sử dụng gì? Nhiều giá trị thì mình seek key cho nó nhanh. Còn nếu chỉ có hai giá trị thì mình có thể if. Thì chỗ này chúng ta sẽ sử dụng seek key. Seek của chúng ta chỗ này là quốc tịch. Nếu quốc tịch của chúng ta mà bằng VN thì chỗ này chúng ta sẽ có một cái string, chỗ này là QT đi. Nếu QT mà bằng VN thì mình sẽ có một cái string. Còn không thì bạn gửi thẳng qua bên kia luôn cũng được. Chỗ này chúng ta sẽ request chấm set attribute quốc tịch là Việt Nam. Tiếp tục copy cái này ra, bỏ cái default này đi, tiếp tục copy cái này ra. Nếu như key là US thì quốc tịch của chúng ta sẽ lấy United States. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ set attribute là quốc tịch. À, không cần nữa, tại vì chúng ta đã set ở trên rồi. Set đây rồi. Bạn có thể là lấy một cái string rồi xuống dưới set một lần, hoặc là chúng ta set từng cái cũng được. Chỗ này trong lệnh seek key thì còn thiếu gì? À, thiếu bread ha. Nếu không là nó sẽ set bạn cuối cùng đó. Rồi, còn gì lỗi nữa đây? Tại sao? Lỗi gì chỗ này? Seek key thiếu một cái. Ok, thiếu một cái đóng. Run. Bài 1. 123. Gửi. Lý do. Bên resolve này mình vẫn còn dùng cái param nè.
mình vẫn còn dùng cái này thì tất nhiên nó dùng cái này rồi, mình bỏ cái param đi, mình lấy cái attribute, attribute là quốc tịch. Rồi chỗ này mình cho cái form này nó xuống dòng đi, họ tên br xuống dòng cái password, br xuống dòng cái, rồi chỗ này quốc tịch, rồi ok. Bài 1 tên password gửi Việt Nam, được không? Như vậy hai cái tên không có gì thay đổi thì mình vẫn dùng là param chấm, còn cái dưới nó có sự thay đổi thì chúng ta chuyển đi bằng cái attribute mới. Tương tự như vậy các bạn sẽ xử lý cho CamboBox, Chatbox, Leadbox, cơ bản là giống nhau. Như vậy thì đối với lại screen tức là Java 23 thì nó sẽ phân biệt là bằng radio group. Còn đối với ở đây, đối với lại các radio của bạn, nó phân biệt bằng gì? Nó group với nhau bằng gì các bạn? Các radio button nó group với nhau bằng cái gì? Ví dụ như một cái mình chọn giới tính. À, lúc nãy thầy đang nói về cái lỗi của YouTube mà tự nhiên xong thầy nói xong cái thầy quên mất. Bây giờ nói đến giới tính mới nhớ. Rồi. Ví dụ trước đây bạn viết một cái app, bạn để giới tính, bạn dùng kiểu dữ liệu là gì? Bit, chính xác. Tại sao phải dùng bit? À, đó là kiểu dữ liệu nhỏ nhất mà hiển thị được giới tính. Nó chỉ có true hoặc false thôi. Và phần mềm đó trước đây chạy rất ổn, nhưng tại thời điểm này ổn không? Ổn không? Tại sao? Tại vì pháp luật đã công nhận giới tính thứ ba. Cho nên những cái app mà viết trước đây mà nếu mà bạn không thay đổi, ví dụ bạn nhập hộ tịch của một nhân viên nào đó, ghi trong giấy tờ giới tính thứ ba, phần mềm của bạn không biết nhập vô đâu hết. Đó là lỗi rồi. Làm gì có giá trị nuốt? Nó chỉ có true hoặc false, male hoặc female thôi mà. Làm gì có giá trị nuốt? Tức là phần mềm bây giờ bạn không thể dùng kiểu bit được nữa. Không thể. Nhớ chỗ này nha. Mai mốt đi lập trình giới tính là phải dùng 3 giá trị trở lên. Male, female. Rồi gì nữa? No sex hả? Nó nghĩa là no sex phải không? Là không giới tính, chứ không phải là giới tính thứ ba. Nó để là no set hoặc là free, free set là không giới tính. Đấy, như vậy các bạn chú ý cho nó. Thầy nói lan man cấp và từ cái lỗi của YouTube mà đến lúc thầy không biết nói gì nữa. Rồi đến đây là mình làm được menu chưa? Hết lỗi rồi nha Gần. Lỗi gì? Index vô view cũng được luôn. À, nhưng mà thực ra nếu bạn đặt index vô view thì bạn run ở đây nó không chạy nè. Bởi vì ở đây là trong cái process thì nó vô nó nhìn thấy một là index, hai là gì? Hai là default. Một là index.zip, index.html, index.php hoặc là default. Đó là những cái trang mà thường thường là người ta làm trang chủ. Mình đặt tên khác được không?
Mình đặt bé Hồng làm index được không? Được. Vào trong cái server web, đổi lại trang index là từ nó chạy. Vô trong cái server web, đổi lại index. Còn nếu mặc định mình không đặt gì hết thì nó sẽ chạy là index.html, index.zsp, index.asp, index.bsp hoặc là default. Nó tìm mấy cái trang đó nó chạy trước. Mà không có thì nó mới